Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cách buộc chống lật bằng vỏ dây điện thoại. Đây vỏ dây điện thoại tầm 5 cm. Các bạn luôn dây link qua. Luôn dây link qua. Nguồn qua lỗ của lưỡi, lỗ buộc lưỡi. Rút dây điện thoại, dây dài một tí, buộc cho nó dễ. Còn dài còn dễ buộc. Đầu này thì các bạn để nguyên cước, nguyên cuộn cước, các bạn đừng cắt vội. Gấp. Các bạn cắt cũng được, nhưng mà các bạn có thể cắt dài nhé. Cắt tầm mét. Gấp vào nhé, gấp đầu vào nhé, gấp khoảng cách này là tầm khoảng 5 mm, nửa phân, 5 mm, gấp, xoắn tròn, đặt sang bên tay phải, cho vòng này nhỏ xuống, để các bạn luồn dây qua, các bạn luồn vòng qua. Đấy. Muốn cái đầu này vòng qua này. Đầu này vòng qua này. Luôn vòng qua, luôn 5 vòng. Đấy, tay này đỡ, kẹp luôn. Luôn sâu vào nó bật lại. Rút dây. Một vòng. Hai vòng lấy dây lấy đầu dây luôn ba vòng chậm cho bạn xem. Kẹp 4 vòng 5 vòng các bạn rút tay này. Đấy, tay này hơi rút nhẹ một tí thôi. Đấy, tay này cũng giữ cũng rít. Đấy, xong rồi đồng thời bạn nhả ra. Rút dây này. Càng giật càng chắc. Giật rất mạnh nhé. Cắt dây này đi. Để lại tầm bằng này. Để tí nữa gấp vào này. Chống tụt. Tụt thì cũng không tụt được, nhưng mà chống tụt cũng có khả năng gấp vào chống tụt. Các bạn dùng chụp đèn led hoặc là cái su đen này hoặc là cái cắm cà phê luôn là cắt ngắn đi. Đấy, cắt ngắn như này nhìn mối buộc này. Này.
bùa của nó như này, đấy, rất đẹp. Cái đoạn dây điện này càng dài càng tốt, đấy, cước nó có bị gấp thì nó không cọ vào lưỡi, đấy, cá nó có kéo không là cọ vào lưỡi, tránh trường hợp bị đứt lên thì tay lưỡi cọ vào dây này cũng thể bị đứt đinh. Chụp vào. Luôn một phương thẳng đứng, nắn lại tí nha đeo. Đấy, thẳng đứng luôn. Đấy, vừa rồi Hải đang vệ sinh đây, hướng dẫn các bạn cách chống lật bằng vỏ dây điện thoại. Hải đang vệ sinh, chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang vệ sinh.